Hôm nay Hùng với Mau Lệ sẽ solo VR nhà. Mau Lệ có bản VR, còn nhà Hùng cũng có đâu. Bây giờ thì hai đứa thử solo và không biết chưa bao giờ đánh cùng nhau. Ok. Em khỏe hơn, em tôm đi. Dễ quá hơn. Ở đây có thư ký đây, thư ký ghi điểm cho. Ba tám rồi, ba tám.
39 là 47 đấy. 38 rồi ạ? À? Mình 33. 39 là 47. Ở kiểu này thua cái bàn à? 47 rồi. 13 thì 4 thôi. À đúng 13 là xong. Ờ. Đẩy nhẹ cái 3 ăn 13 luôn. Kèo nó làm được cái thế cờ chỉ trong một cơ luôn. Ừ. Không có nhiều rồi, 33 rồi. 33. Ăn 5. Ui, thơ hơn. Nói như con 5 mới bằng con 10. Hàm nữa. Ui, trời ơi. Ui, vào đây ăn 10 nữa là 10 rất là đẹp. Đẹp ăn 10 này. Tầm 8 giờ đi, 8 giờ các bạn đi, hai anh em đi lên hoặc là được nhé.
Con này nó căng lợi đó. Vào đây à, ấy dạp không? Ui. 12 đẹp quá. Thôi là 15. 15 đi. Chàng tao lắm. Chàng lắm. Mồm to lắm. Mồm rộng lắm. Chết rồi. Nhìn này. Ui, có 6 luôn. 6, 12. 12 chứ. Tại vì lần này nó đi hết cả cặp trường. Chỗ này thua, chung kết thua. Sờ vợ nha. Văn thua anh ơi, là cả nhà chung kết là Văn thua 2-1. Văn thua không được để về với sau này phục thù. Bây giờ vào hỏi ở nhà chú đồ ăn rồi ăn về. Bây giờ sẽ món cá nhé mọi người nhé, cá chấm đen hấp cả con, chia ra làm hai bờ luôn, không ném, không lấy được cả con ra. Ngon nha. Lấy muôi hay lấy cái gì ra đây? Bảo bảo chung hay là lấy muôi lấy cái gì ra đây? Đúng rồi, đây đây đây. Đây cá. Đây cửa. Tôi cửa ngã. Nào. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Muôi cho một bên này. Cắt đứt chưa? Đứt hẳn chưa? Rồi. Vừa chín lớn. Okay. Không biết là con này nó lòng không nhỉ? Lòng trên kia kìa. Ôi lòng rồi, cho con đấy. Ôi, nấu canh mẹ chấm rau sâu. Ừ, mời đi mà nấu. Thôi rồi. Quên mất món lòng đấy. Cầu cho này mà. Chấm đen. Hôm nay con này sớm nhất đập chết chứ không lấy con 9 cân 2. Ở trên ao tới còn 14 cân rồi. Nhìn đó, nhìn đấy to rồi. Em chuyên bên cửa bạc, mang đệ thích văn bắt gì. Không chơi vào trên này là phòng live stream riêng của mang đệ. Ủa thế là sao không set up ở phòng nhà mang đệ luôn live stream mỗi lần đi cho nó dễ. Nhưng mà em không biết rồi. Nghĩ là máy ở nhà nó không đấy, không ngon cho máy này. Thì đi đầu tư đi. Với lại nó ở dưới này suốt mà. À, ở nhà nó chỉ có tối ngủ ở nhà thôi. Ok, cho mọi người đang nướng dần để tí anh em vào chén cho nó đỡ phải chờ đợi. Nướng vừa nướng vừa ăn luôn. Ui. Vừa nướng vừa ăn, thế này nó cực ngon luôn mọi người. Nhìn miếng thịt bò, nhìn nó muốn ăn. Thì nước ăn tái này là hơi bị ngon luôn. Anh ăn kiểu tái tái bao giờ chưa? Anh cũng có ăn rồi nhưng mà anh ăn quả cá nhạc bao giờ chưa? Anh thấy lúc nào nó gạ quả cá nhạc. À đấy, quên mất, chưa giới thiệu cho mọi người, đây là anh Kỳ. Anh ấy từ trong Thanh Hóa ra nhé. Đây là anh chủ lò rèn Giao Tam Mao cho mọi người nhé. Ngày trước thì mình hay đi rừng rú rồi các nơi ấy, thì có lấy dao của anh Kỳ. Xong rồi mình dùng, nói chung là thấy cực kỳ tốt đấy. Thế là mình đã kết hợp với anh Kỳ để cho ra nhiều sản phẩm dao. Ví dụ như mổ 3 dao VIP và những cái dao mà anh em mình thường hay sử dụng trong live stream giới thiệu cho mọi người đấy. Anh Kỳ có thể giới thiệu một chút về dao cho mọi người hiểu rõ hơn một chút không? Có, đây bây giờ anh cũng giới thiệu, ví dụ như thế là những cái sản phẩm mà anh đang làm cho anh em mình bán. Thì sản phẩm đấy là mình làm nhíp đấy, mình trong. Và trong cái quá trình sản xuất ra nhíp thì nói chung là hắn có rất nhiều loại nhíp, thì bản thân anh là đã chọn một loại nhíp tốt nhất trong số những loại nhíp, vì nhíp nó có phân cho 3-4 loại: xanh, đỏ và đen. Thì loại nhíp đỏ là loại tốt nhất. Trong nhíp đỏ cũng có 1-2 loại nhưng mà ta cứ chọn là nhíp đỏ. Thì quá trình sử dụng một con dao làm một nhíp, một thanh nhíp, thì mỗi một người thợ có cách làm nó khác nhau. Không phải là ai cũng làm giống ai cả. Thì tùy theo trình độ và tay nghề. Và cái cách sản xuất nó phải tỉ mỉ và cẩn thận và có độ nghiên cứu lâu năm để đưa ra được cái sản phẩm mình tinh luyện về nước tôi. Đấy, về sản phẩm nó vừa đẹp, vừa chất lượng.
và giá thành cũng phải hợp lý cho người dân sử dụng. Quan trọng nhất là chất lượng và cái giá thành hợp lý là ok lắm rồi. Mình sử dụng rất là nhiều cho nên là mình mới đem để phổ biến và giới thiệu cho mọi người. À mà em hỏi chút là, tức là vẫn có nhiều ý kiến người ta bảo là dao mình bị dỉ ấy, dao mình bị dỉ ấy. Em dùng thì em cũng thấy là nó có dỉ. Thì sao mình không chọn những cái loại gì mà nó không dỉ? Không, tất nhiên là dao dỉ thì nó là thép carbon, cho nên là trong cái môi trường mà có độ ẩm thì nó sẽ dỉ. Đấy, còn cái đó không tránh khỏi được. Kể cả ví dụ như thế là anh cũng có nghiên cứu những cái hàng sản xuất dao lớn của các nước, người ta vẫn cái dao carbon là đều bị dỉ hết. Đấy. Còn như cái dao nhíp của mình này, nó có 2-3-4 cái ưu điểm đặc biệt là nó vừa dai mà nó vừa cứng. Đấy, nó tạo độ dẻo, độ bền của chất lượng với lưỡi. Sau đó là cái cách làm thợ của mình, thì những người thợ chuyên nghiệp lâu năm như bọn anh thì tinh luyện từ phần lưỡi đến phần thân, nói chung nó mỏng, nó đều, nó đẹp, thì chất lượng của phần lưỡi này nó sẽ rất xuất sắc. Khi mình dùng nó không bị quăn, bị cớn hay là bị sứt. Nhưng mà phải dùng phù hợp với công việc. À vâng, đúng rồi, phải phù hợp với công việc. Chứ nhiều người có nhiều người nhắn tin cho em mỏng dao mẻ bắt đền kia, mình vẫn bảo hành cho mọi người dao, nhưng mà phải dùng đúng cái công năng sử dụng của nó. Giả dụ như con dao này mà đem chặt cùi hoặc là đem chặt xương thì nó không phải công năng của nó. Chặt thì phải dùng dao chặt, cứ đem dao thái ra để chặt xương chịu luôn rồi là mẻ rồi. Em hỏi là thế anh làm gì mà mẻ đấy, anh chặt xương con dao thái thế thì chịu, không bảo hành được mọi người. Còn nếu mà đúng công năng anh nói này, trong cái làm dao này thì làm để cho chuyên dụng, chuyên sử dụng vào việc. Nó khác với một con dao dùng chạ. Một con dao dùng chạ thì người ta có thể làm dài mép lên. Đấy, có thể là tăng trọng lượng lên để cho nó chắc chắn về phần lưỡi, dày hơn một tí nữa. Khi người ta chặt thì nó đỡ sứt. Nhưng khi dùng chuyên với một con dao đeo chặt cuối, em chặt dài, đem ra chặt gà thì nó sẽ không có ra được miếng gà đẹp được. Cho nên người ta cái tính về cái việc công việc là dùng chuyên. Nếu một con dao thái anh làm như mép mỏng ra, mép sẽ đã cứng, anh tôi luyện nó cứng lên thì nó sẽ có độ giòn. Mà đem ra mà đi chặt thái thì nó sẽ bị để sứt mẻ. Ảnh hưởng thì nhiều người thì không ai trong quá trình sử dụng thì người ta vô tình người ta làm thì người ta lại có nói mình là phải bảo hành cho người ta. Có vẻ nói chung là khi mọi người về sử dụng mọi người cứ test, tức là khi ship đến cho mọi người thanh toán tiền thì mọi người bỏ ra test dao trước đi nhá. Test chặt chém rồi sử dụng đúng công năng chuẩn thì lấy hàng. Còn không chuẩn lại gửi về cho anh em mình. Mọi người cứ liên hệ với số Zalo 0981640046 hoặc là số Zalo 0898640046 với mình nhé. Tại vì nhiều trên thị trường bây giờ rất là nhiều hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Thế nên là mọi người cứ inbox đúng số Zalo và test hàng chuẩn chỉ cho mọi người nhé. Thế anh nói thêm một chút nữa. Vâng. Còn về cái việc dao của mình á, là anh sản xuất trong phần trong bằng nhíp. Mà trong có bao loại nhíp là anh làm bằng nhíp đỏ là tốt nhất. Chứ không, vẫn có những cũng nơi người ta sản xuất bằng cái tôn thép, nó sẽ không có được chất lượng vì nó có độ cứng nhưng nó lại rất giòn, nó dễ hư trong quá trình sử dụng hơn, nó sẽ không có được độ giữ bén lâu như phần lưỡi này tốt bằng nhíp. Đấy, mà trong khi đó là con nhíp thì mình nhìn cái chất thép của nó thế nào, gọi là nhíp. Em con cán bằng kia là sừng, con kia con này cũng cán bằng sừng đấy. Nói chung là đây là một gọi là tuyệt phẩm. Cái này thép kẹp 3 lớp em ạ. Thép kẹp 3 lớp là sao anh? Thép kẹp 3 lớp là anh lại giới thiệu luôn. Cái này thì ở những quê nhà anh ạ. Thì tất cả những người thợ mà phải làm có tuổi đời thợ tương đối lâu, ít nhất là phải từ 5 năm làm thợ chuyên nghiệp tích thì bắt đầu cũng có khả năng làm được loại này. Nhưng mà cũng chưa có thể làm được loại cao cấp. Đấy, lại cao cấp là phải cần những người thợ rất tinh. Vì quá trình này là phải ta dùng một miếng thép dày, người ta mổ cái giữa thành một cái lớp rãnh sâu, ta dùng một cái loại thép, ví dụ như thế là người có thể là bỏ em hiểu rồi, em đã từng xem cái clip rèn là mọi người thì bỏ loại bi. Vâng. Đấy, và là làm, nhưng mà để thợ mà làm bỏ được loại bi là bây giờ còn là rất ít, rất còn. Ở trong làng chỉ còn 1, 2, 3, 4 người thôi. Mà cái đấy không có thể sản xuất được nhiều. Chỉ một ngày một con đến hai thôi, còn có thể là 2-3 ngày mới được một con nếu như yêu cầu của người đặt, người order nó tỉ mỉ và thẩm mỹ cao đẹp. Còn cái bộ dao của anh em mình đang bán ấy, mình như anh làm thì một ngày cũng không sản xuất được bao nhiêu đâu, nó rất ít, rất khó khăn, bởi vì làm vẫn là phải cần độ
kỳ công tỉ mỉ đẹp từ khâu đến cán đến phần thân luôn. Còn quá trình ví dụ như thế là người ta sử dụng, người ta có gì thì em cũng phải báo người ta là phải thông cảm, bởi vì nó là thép carbon, nó phải gì không thể không gì được. Có vậy là mình sử dụng quá trình sử dụng này xong sử dụng xong, là lau khô lau chiều cao này, chiều cao dần đứng lên và lâu ngày nó dỉ hơi màu đen tí thì đánh cắt đôi vải chanh ra dùng xoa đi nhìn tí, lấy cái dây bắt ra mình như vậy xoa mạnh hai bên đi tí là nó sẽ bớt dỉ đi thế thôi. Còn nếu như lâu không dùng thì là khoa dầu ăn vào. Đấy, mọi người chú ý và những cái cách sử dụng dao mà anh Kỳ đã hướng dẫn cho mọi người nhé. Mọi người cứ yên tâm về chất lượng và giá cả, anh em mình đảm bảo và có bảo hành cho mọi người luôn nhé. Bây giờ ấy chạy ra mời mấy anh mấy kia vào đi, thịt bò ăn tái là như thế này được rồi đấy. Đây ai muốn ăn tái mà đỏ đỏ như này là như thế này là ok nhé mọi người nhé. Nhưng mà có mỗi cái là cái thịt bò này mình chưa để được giã đông được hẳn đấy, thế nên là ăn chín là tốt hơn. Thế bây giờ để lâu thế anh em vào dần đấy nhỉ, nó mang cá vào đây đi. Cá anh Hùng ơi, ok một là bơi vào trong này, hai là uống no nước rồi mới lên đấy, thì sẽ có động lực đấy. Đúng rồi, hai lần như thế là sợ mất dép biết bơi ngay. Kiểu này là chắc phải hôm nữa hè là phải đi học tập bơi trước rồi khi mình giảm xuống dưới này có người cho uống nước no uống không ấy. Anh có chơi được cái món tái tái này không? Anh cứ cho nó chín lên. Nó mau lên, có muốn tái không? Thử thử thử. Cái này mau để nó tốt bụng thôi, để mình xấu bụng. Một viên tôi. Đây đi. Anh em ai ăn được tái nhỉ? Không ai thay đổi. Chủ lực bên đó. Đây này. Lấy mau để tôi nhé. Em cứ nhậu. Rồi, cái đĩa anh không em bình. Đây cái đĩa đi. Rồi, ok. Đã đây lấy cho anh cái đĩa. Đây đây luôn. Đây cho tiếp anh. Đấy, đấy nó đỏ đỏ mà. Đấy nó để nó thích ăn. Này mình mua này. Không ăn được. Cái này là người ta chín rồi, đỏ nó phải chảy nữa. Anh Hùng mới cho thêm tí nữa. Cái này là hợp lý đấy, cái này ăn ngon lắm. Cái này ăn là ngon này. Tầm này anh vẫn ăn được, anh sợ đỏ quá nhưng như này vẫn ăn được. Ăn đỏ quá phải miếng to. Đây nhá, giả dụ. Ok. Lấy miếng to nha, hay là vẫn miếng này. Đây là đẹp nhất này. Ăn như tầm này thôi. Đấy, đưa đây. Nó chín quá nó lại dai. Đấy, mau để thử miếng cho mọi người xem luôn. Anh cho em xin miếng chấm bát. Không phải cải, chấm làm miếng đầu cho nó ngọt. Nóng đầm này. Dùng tay luôn nhé. Đó là cái món đấy nha. Bò tái. Không nên là ăn sẽ uống. Bò bí. Nó có chùm chùm mấy nghìn chùm ấy. Ngọt lắm mọi người ạ. Anh Hùng còn đi theo Mao Đệ chạy đồi chạy rừng. Ôi anh chị ngồi đây. Ba hơi. Mao Đệ nó khỏe lắm. Giờ anh là Covid trong yếu hẳn. Thế này mấy cây tí nhiều cũng khỏe. Thằng này Covid mà nó tăng cân. Cười các em một hành động. Ai em tự cắt thế? Thế thái thì sao thái dễ. Mày có hai cái kéo mà. Gắp kìa. Đây anh gắp ra. Không lấy cái dao này thái. Đây miếng này vừa này. Cái để ăn sốt nó đỏ hơn nhé. Nó cắt máu còn chảy các ăn với ngọt. Đây. Anh ơi, ăn là chú xí nó vừa thôi. À, chú xí là để em ăn cái đây. Anh em nào ăn được cái đỏ thì đây. Còn đâu cái chín thì tí nữa, chờ tí nữa. Em thì đỏ đỏ, ngon được cái bò này. Anh bò này ngon lắm. Chín chín. Chín chín rồi, thế này. Chín rồi, thế này. Chín rồi, thế này. Chín rồi, thế này. Rồi đây. Cho cái cải vào đây. Đây cải đây em. Cải. Không, em đọc cải, cái mù tạc. Ngon lắm. Rồi. Đấy, anh thử miếng xem gia vị vừa chưa? Nay có 3 món cho mọi người nha. Một là món bò, hai là món gà, ba là món cá. Đấy, cơm gà có Mỹ là trên đổi không? Cá là dưới đấy, đấy còn gà là dưới đây. Trên dưới bảng dưới đấy. Cá rượu là con này 4 chân này, con kia 2 chân này, con này 1 chân. 2, 4, 2, 4 này, sân kia bên dưới. Ui giời ơi. Anh con này bao uống được đây. Anh không uống anh không sợ. Thế mà anh không chào kinh tế. Anh muốn đi chơi nhau như cái chuyện gì đường. Không, cái này có gì đâu nhé. Vấn đề là sợ uống được. Tạt thôi, tạt đấy. Tạt, tạt. Có ít lắm. Cái này nó còn nóng hơn đi nhé. Chuyển đi một chút. Ngọt. Đây, ngọt nhỉ. Ngọt, ngọt. Chuyển cho một. Ăn chín thì nó sợ hơi chín chín. Anh em ơi, bên kia một cái này bớt đi. Anh cứ uống đi. Rồi em cái. Đi. Anh cái kia, cái này là nó cay rồi.
đâu mà. Không ăn luôn. Tôi ăn dần dần cái này hết lại lại cắt. Thì ăn miếng chín hẳn cho những người không ăn được. Rồi cô nghe miếng chín cho những người. Vâng, chưa được anh ạ, nó phải đấy. Rồi, hôm nay đây là...